Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo Reuters, Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có thể trị giá tới 400 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản viện trợ đầu tiên của Mỹ cho Ukraine sau nhiều tháng, do quỹ bổ sung để tài trợ cho Ukraine bị phe Cộng hòa cản trở. Gói viện trợ 400 triệu này tương đối nhỏ so với dự luật của Tổng thống Biden tài trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine mà hiện đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ. Một trong những quan chức Mỹ cho biết, nguồn tài trợ 400 triệu đô la Mỹ lần này là từ khoản tín dụng được hoàn trả cho lầu năm góc cho các sàn giao dịch mua gần đây và dự kiến sẽ bao gồm cả pháo. Đặc biệt, quân đội Mỹ đã mua số lượng lớn đạn dược và phương tiện để bổ sung vào kho dự trữ gửi đến Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng đã xem xét các phương án để tịch thu khoảng 285 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa từ năm 2022 và sử dụng số tiền này để thanh toán cho vũ khí của Ukraine. Thông báo này được đưa ra khi tổng thống và thủ tướng Ba Lan gặp tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Ba để bàn về cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson, một đồng minh của ứng cử viên Tổng thống tiềm năng Donald Trump, cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ hôm 12 tháng 3 đã thúc ép các thành viên Hạ viện phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nói rằng điều này sẽ không chỉ thúc đẩy Kiev trong cuộc chiến với Nga, mà còn ngăn cản sự gây hấn của Trung Quốc. Trong diễn biến có liên quan ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch John Lundsbolsen cho hay nước này sẽ quyên góp 2,3 tỷ kronor, tương đương với 337 triệu đô la Mỹ để mua pháo, súng cối và đạn dược cho Kiev. Trong thông báo, Bộ trưởng Poulsen cho biết các hệ thống pháo binh và súng cối rất được Ukraine chào đón. Những khoản quyên góp thế này được thực hiện với sự hợp tác của các đồng minh và là một tín hiệu quan trọng cho thấy chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Copenhagen cũng sẽ thanh toán cho các hệ thống pháo súng cối và đạn dừa Kasa cho Pháp sản xuất và được tài trợ thông qua một quỹ được thành lập cho Kiev. Chính phủ Đan Mạch cho biết những mẫu Kasa được tài trợ với sự hợp tác của Pháp, trong khi đạn pháo 155mm đi kèm được tài trợ chung với Estonia và Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về các thỏa thuận chuyển tiền và gửi vũ khí cho Ukraine. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiev, Copenhagen là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Kiev. Quốc gia Bắc Âu đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với đất nước Đông Âu vào cuối tháng trước, sau các thỏa thuận tương tự của Đức, Anh và Pháp. Ngày 13 tháng 3, Bỉ Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Âu EU tuyên bố các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Brussels. Bên cạnh đó, The Financial Times vừa qua đưa tin Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết Brussels đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7 nếu Brussels có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới. Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Công ty Eurocrea có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, tương đương 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Brussels sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho biết rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua Cơ sở Hòa bình Châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine trong khi đó một số nước phương tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của nga để viện trợ cho ukraine trong khi mỹ và anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản một số quốc gia thành viên eu bao gồm cả pháp và đức gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro Moscow đã cảnh báo nghiêm khắc rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Bộ Tài chính Nga trước đó cảnh báo rằng bản thân các quốc gia phương Tây vẫn nắm giữ cổ phần ở Nga và có thể gặp nguy hiểm nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị khai thác. Theo Reuters, ngày 12 tháng 3, nhóm vũ trang thân Ukraine quân đoàn tự do Nga FRL đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Tekskino ở tỉnh Kursk. Nhóm này sau đó cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Nga rút lui trên một cánh đồng trong khu vực. Ông Alexei Barasnovsky, phát ngôn viên của RFL, cho biết, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn làng Tekkino. Với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, chúng tôi đã đột kích thành công vào biên giới Nga. Đối thủ đã rút lui và để lại nhiều loại khí tài hạng nặng đây mới chỉ là ngày đầu tiên của kế hoạch, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước. Trong thông báo của mình, RFL tiết lộ rằng cuộc đột kích ở Kursk được thực hiện cùng với quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia đã có một xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong cuộc tập kích. Ông Baranovsky nói thêm, chúng tôi đang muốn phân tán sự chú ý của Nga, buộc họ phải triển khai quân dự bị tới các khu vực biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho quân đội Ukraine ở miền Đông. Ngay sau thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video quân nhân nước này tại Tekino, bác tuyên bố kiểm soát ngôi làng biên giới mà dân quân thân Ukraine đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết, về tình hình ở làng Tekino thuộc tỉnh Kurs, cuộc sống yên bình vẫn tiếp tục ở ngôi làng. Các cửa hàng, cơ quan và hệ thống giao thông công cộng hoạt động mà không bị hạn chế. Người dân địa phương nói rằng mọi thứ trên đường phố đều bình yên. Trong video cho thấy chỉ huy một đại đội đổ bộ đường không đứng phát biểu gần đài tưởng niệm ở Tekino, cảnh người dân đi lại trên các tuyến đường và khu vực bên ngoài tòa nhà cơ quan hành chính của ngôi làng. Đề cập đến vụ tấn công của các nhóm dân quân thân Ukraine nhắm vào tỉnh Cớt, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này cùng các đơn vị biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB đã ngăn chặn hoạt động nói trên. Cơ quan này khẳng định biên giới đất nước không bị xâm phạm. FRR là nhóm những người Nga phản đối điện Kremlin và ủng hộ Ukraine. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin FRR kiểm soát làng Tekino. Ngôi làng này nằm giáp tỉnh Sumy của Ukraine, có diện tích khoảng 8 km vuông và dân số hơn 3.800 người. Tại Bengorod, dân quân thân Ukraine tiến theo ba hướng với xe tăng và thiết giáp yểm trợ các quân nhân Nga đẩy lùi mọi đợt tiến công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 60 tay súng thân Ukraine bị hạ, 5 xe tăng và một thiết giáp bị phá hủy. Andriy Yusof, phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine GUR khẳng định, các nhóm dân quân như FRR và binh đoàn tình nguyện Nga RCV không hoạt động theo lệnh của Kiev khi mở các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Yusof nói rằng, các vụ tấn công này cho thấy Nga một lần nữa không kiểm soát được tình hình ở nước này. FRL và RCV giữa năm ngoái mở các đợt tấn công nhằm vào tỉnh Benゴールop, kiểm soát một số khu dân cư rồi rút lui sau khi bị lực lượng nga đáp trả. Truyền thông nga nhận định những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực gây hoảng loạn tại nga, làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị, cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống. Giới chuyên gia phương tây cho rằng các đợt pháo kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ nga khiến nước này phải phân tán lực lượng để đối phó họ cũng nhận định an ninh tại các vùng biên giới của nga suy giảm nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hỏng tuy nhiên một số chuyên gia nhận định những vụ tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi ích cho nga trong xung đột thông tin việc ca ngợi nỗ lực ngăn chặn thành công kế hoạch phá hoại do ukraine và phương tây hậu thuẫn có thể khiến công chúng nga đoàn kết và ủng hộ kế hoạch của nước này Bộ ngoại giao Hungary mới đây triệu tập đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ông Biden đưa ra bình luận trên tại thời điểm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp ông Orbán tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hungary và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận một loạt vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Mỹ, bao gồm tầm quan trọng hàng đầu của biên giới vững chắc và an toàn để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia. Ông Obama một lần nữa hết lời khen ngợi ông Trump sau cuộc gặp, cho rằng thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ông trở lại nắm quyền. Ông Trump cũng khen ngợi ông Obama, gọi thủ tướng Hungary là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tuy nhiên, cuộc gặp của ông Trump với ông Obama đã vấp phải sự chỉ trích từ tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo hãng tin AFP, Hungary là thành viên liên minh châu Âu-EU duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Ông Orbán thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bán ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga của phương Tây. Báo Ukrainska-Pravda mới đây dẫn trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với kênh truyền hình M1 cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực trở lại Nhà Trắng, có kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của Hungary. Theo Thủ tướng Hungary, ông Trump có tầm nhìn rất rõ ràng, khó có ai có thể không đồng ý. Và nguyên nhân khiến xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc là do Ukraine không thể đứng trên đôi chân của mình. Còn ông Trump, sau khi trúng cử tổng thống Mỹ, sẽ không cung cấp một xu nào cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ông Obama nhấn mạnh, nếu người Mỹ và người châu Âu không viện trợ tiền và cung cấp vũ khí, thì xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc. Và nếu người Mỹ không cung cấp tiền, thì người châu Âu sẽ không thể một mình tài trợ cho cuộc giao tranh này. Và như vậy, chiến tranh sẽ kết thúc. Ông Obama nói thêm rằng, vấn đề là Mỹ không muốn tài trợ cho an ninh của châu Âu thủ tướng hungary cũng lưu ý rằng ông trump là tổng thống đầu tiên trong một thời gian dài không phát động chiến tranh trong nhiệm kỳ của mình vì vậy chúng tôi đã biết về ông ấy chúng tôi đã biết từ nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy rằng ông ấy là con người của hòa bình và bây giờ ông ấy không che giấu quan điểm của mình ông ấy đã nói rõ rằng mục tiêu của mình là mang lại hòa bình cho cuộc xung đột nga ukraine chúng tôi muốn ngừng bắn càng sớm càng tốt chúng tôi muốn kết thúc sớm cuộc xung đột này vốn đang dần đi đến hồi kết Tôi không thấy ai khác có quyết tâm và sức mạnh để làm điều đó hơn ông Donald Trump. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng đưa ra quan điểm trong một cuộc họp báo ngày 12 tháng 3 nói rằng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận những lời nói dối như vậy của bất cứ ai, ngay cả khi đó là tổng thống Mỹ. Ông Szijjarto cho biết, chúng tôi yêu cầu đại sứ Mỹ cho xem đoạn trích dẫn kèm theo địa điểm và ngày tháng về tuyên bố của thủ tướng Hungary mà tổng thống Mỹ cho rằng ông ấy đã nói, rõ ràng thủ tướng Hungary không đưa ra tuyên bố nào như vậy, do đó chúng tôi không nhận được phản hồi thực chất từ phía Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Budapest xác nhận Bộ ngoại giao Hungary triệu tập đại sứ Pressman tới tham gia cuộc họp khẩn, song không tiết lộ nội dung chi tiết liên quan. Một phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ cho biết đại sứ Pressman luôn hoan nghênh cơ hội thảo luận về tình trạng dân chủ của Hungary với đồng minh của Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Hungary trở nên lạnh giá trong những năm qua. Mỹ thường xuyên chỉ trích Hungary vì quan hệ chặt chẽ với Nga và chỉ hoãn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Mỹ còn cho rằng tình trạng dân chủ ở Hungary đang thụt lùi.